Rồi, chào bạn, là mình nha. Nay đi lạc lên Bến Lức rồi. Đó, rồi sẵn dịp quay mấy cục máy. Ở đây người ta rã phụ tùng. Nè. Rã phụ tùng nên là ở đây là máy nhiều lắm nha bạn. Này là con không đề nè, con quay cục máy quay nè. Cục máy quay không đề. Nguyên cục này là nhiêu anh? Máy quay không đề rồi á. Giá cũng mềm nha bạn. Như còn mấy cục này anh? Mấy cục lai hả? Nhưng mà giá nó nhiêu? Lai hả? 3 rưỡi. 3 triệu rưỡi ha. Là máy này máy lai ha. Này Trung Quốc phải không? Dạ, cục lắp Trung Quốc. Trung Quốc nhưng mà nó vô đầu Nhật vô, nè. Dạ. Vô đầu lòng rồi đề Nhật hết nè. Rồi có cục nào zin không anh? Zin em không còn. Hết luôn hả? Dạ. Nếu mà zin nó khoảng nhiêu cục? Zin nếu mà đạt có 5 triệu rưỡi thì phải. 5 triệu rưỡi cục á ha. Rồi. Đây là cái bãi ngay chỗ cầu Bình Điền phải không anh? Cầu Bình Điền chạy xuống đây thẳng đây là bãi Phúc Anh ha. Đó. Thì bạn nào ở Sài Gòn ở miền Tây gì muốn lên thì đi Sài Gòn thì các bạn ngay trên cầu Bình Điền á, ngay đèn xanh đỏ các bạn quẹo vô đây, đường tránh xuống dưới thị trấn Bến Lức ha. Còn ở từ ở dưới miền Tây lên thì các bạn chạy đường lên thị trấn Bến Lức rồi bạn chạy Nguyễn Hữu Chí. Các bạn lên đây, đó bãi Phúc Anh. Rất nhiều đồ nha. Này mình cũng đi mua mới kiếm cà phê. Trời ơi cái hoa lăng nó đẹp. Hoa lăng nó đẹp ghê hồn luôn nữa bạn. Nhưng mà nó mất cái đề rồi. Thì giá cả thì các bạn lên đây rồi thương lượng với bãi trên này. Em thì mua ít đồ kiếm cà phê thôi chứ có không mua nhiều. Nên là anh em nhờ thì chắc cũng không mua được tại vì trên này xa quá. Đây có công có chuyện rồi chạy lên đây sẵn ghé quay cho anh em coi phụ tùng. Nè, đầu nữa em. Đầu HVN rồi nè, đầu này móc rồi, chảo lớn rồi nè. Này là bạc ngàn phụ tùng luôn nha, phụ tùng zin không nha anh em. Zin tâm mới để lên đây nha. Còn như lô đồ này kia là người ta bỏ hết. Nè zin nè. Đó. Anh em ở Sài Gòn thì gần ở đây có thể chạy xuống đây xem. Nè. Đời 2 lớp 8 nè, trừ 10 HVN trừ 10 nữa bạn. Đó. Rất là nhiều đồ nha. Củ đề zin rồi luôn nữa nè. Cặp nãy có cặp gác chân phu 1. Gác chân phu 1 nãy để đâu rồi ta? Thì anh em có lựa đồ lựa nắp nồi nè. Bao la luôn nè anh em. Thì mình nãy cũng có mua mấy nắp nồi về kiếm cà phê. Đó. Nè. Này là cái ghi đông super nè, ghi đông sò khỉ super. Đó. Quá trời đồ luôn, này là cần số các loại luôn. Nè. Cần số nè, cần số này cần số xịn nhưng nó xấu. Này Sirius, Jupiter gì nhiều lắm, dò đạp được các thứ luôn các bạn. Rất là nhiều luôn nha. Ở đây cũng có xe luôn nha. Đây cũng có xe ẹt đồ quay đồ nữa nè. Cắt không? Xe cắt không? Đó. Lốc nữa bạn. Lốc nè, lốc này lốc xịn không nha. Nè, HC08 là đời 202 nè. 202 nè, 203 gì đó. Đời HC08 tới 204, 205 gì, HC09. Nè. Nhiều đồ xịn lắm. Quá trời luôn. Đây là giống như thiên đường. Thiên đường cho những tín đồ mê đồ zin. Các bạn, như cục máy này nãy người ta kêu là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi á, thì lóc được lóc chữ công luôn nè. 3 triệu rưỡi. Mà cái lóc này là lóc vô đồ nha. Xe Trung Quốc nó vô đồ. Đó. Nó vô cái lóc số. Nè. Lóc số là lóc Trung Quốc nha. Lốc số là lốc Trung Quốc. Nó vô đầu lòng Nhật nè. Đề Nhật nè. Nồi Nhật nè. Lốc đồ này kia. Còn cái nguyên cái cục máy này á, là cục máy quay không đề. Quay không đề này kêu 3 triệu 7 nha. Rồi. Mấy máy Sirius đồ này kia nữa kìa.
Thì mấy máy lai rồi kia giá nó rẻ, còn như mấy máy zin anh cũng nói rồi đó, nó tầm khoảng 5 triệu rưỡi tới 6 triệu không à. Đây. À, qua bên kia quay tiếp cho bạn coi phụ tùng. Đây nha. Lòng các bạn, lòng Sirius đồ hay gì nè. Nồi nè. Nồi xe xịn, xe này gì đây? Đó, cũng nồi xịn nha các bạn. Này chắc rim ha. À, cái này là xe cục máy, này là cục máy Extra hay là rim lùng gì đó, HAE gì đó bạn. HEM gì á, máy rim thái quá trời luôn nè. Anh em xuống đây lựa cho mình cục máy nào ưng ý thì mua. Chứ cái này xa quá em cũng không có nhận mua giùm nha anh em, thông cảm nha. Từ ở dưới mình chạy lên đây 70 cây á, phải có công có chuyện rồi chạy lên sẵn rồi quay cho các bạn coi luôn. Đó. Anh em thấy sao mình sao với cái này là dàn xe không? Tại đây người ta kêu mình quay phụ tùng thôi, chẳng ba nè. Chứ xe quay lên người ta sợ phiền phức này kia. Trời ơi, mấy cục máy FI nè. Phu chờ FI. Quá trời luôn. Phu chờ nè. Không biết nhiêu cục à. Chắc tầm 5 triệu, 5 triệu mấy cục cái gì. Như dàn này, nguyên bộ này là nguyên dàn dây điện luôn nè. Có dàn dây điện nè. Đó. Đúng là thiên đường. 150 nữa nè. 135. Ú trời, quá trời luôn. Sonic Rider gì đây cũng có hết nha anh em. Đây là máy nha. Máy này là máy cúp, máy rim, máy Sirius đời đầu cũng có nữa nè. Đây mấy cái máy Sirius đời đầu nha. Này là mấy cái tay ga, di động tay ga. Đó. Máy ở đây là mâm. Ủa. Mâm ba cây kìa, để vô trong coi mâm ba cây đó là mâm ba cây Yamaha hay gì. Bữa có nhiều anh kêu kiếm mâm ba cây Yamaha. Đây, mâm ba cây nè anh em. Đó. Mâm này mâm xịn nha. Mâm này mâm xịn luôn nè. Quá trời luôn. Phục này á là phục nô. Phục này là phục đời quay Alac nè. Rồi Alac ghi chữ Alac cho bạn. Alac. Đó. Thì anh em nào ở gần đây, ở Sài Gòn thì chạy xuống đây tham quan cũng được. Thì coi có xe nào, tại vì đây cũng có xe nữa nha anh em, xe nhiều lắm. Giờ kiếm cái đường ra nè. Máy nhóc luôn nè. Thấy không? Máy quá trời máy luôn nè. Rồi. Đó. Ok, ra đây. Cho bạn coi thiên đường đèn nè. Bạn thấy không? Treo như là bán đèn trung thu vậy nha. Đây là dàn áo của em pha cộng nè. Dàn áo của em pha cộng. Đó, này là dàn áo của em pha thường. Này là dàn áo của em pha cộng nữa bạn. Quá trời đẹp luôn. Nè, đuôi đèn rim đồ nè, các thứ nè. Treo như đó. Bạn thấy không? Áo này áo xịn không nha. Áo của Alac nha. Rồi quay ớt nữa nè. Này về mình chùi rửa, đánh bát lại, còn không thôi thì mình sơn lại nha các bạn. Này áo Sirius nữa nè. Này là mặt nạ Sirius nữa bạn. Đây là giống như thiên đường, cái gì cũng có nha. Đồ món là xe gì cũng có hết á. Nè, rất là nhiều nha. Áo nữa bạn, thấy áo không? Đó. Đuôi đèn Alac, đuôi đèn full FI nữa bạn. Rất là nhiều luôn. Rồi RSX rồi quay Alpha nữa nè. Nè đồng hồ Alpha nữa bạn. Đó. Ở đây dưới này thì cũng có máy. Này là cảng ZX.
cái cản cái tay dắt sau dắt ít đó bạn. Nè. Rồi cái này giống của Sirius hay gì nè. Cái này giống của Sirius. Này của Alpha. Này của mấy chiếc quay ớt, quay quay bụng các bạn. Còn như này Alac nè, cản Alac nè. Rồi cản ẹp, cản Jupiter gì cũng có. Nè. Mâm á thì toàn mâm mâm xịn không nha bạn. Mâm ba cây nữa nè. Mâm này mâm FX nè. Đây. Nè, yên nè. Yên quay rim các loại nè các bạn. Bánh này bánh bánh Alac. À, có cặp bánh Alac này đẹp nữa bạn. Cặp bánh Alac màu cam Repson nè. Màu này giờ hiếm lắm nha các bạn. Màu này giờ là không có ai bán luôn, không ai. Nói chung là màu này xe hết sản xuất rồi. Nên màu này giờ thành màu hiếm. Rồi, cái nền Siam Gossi đẹp quá. Nè, trời ơi. Mấy cái bánh mâm thắng đĩa của xe RSX 110 nữa bạn. Nè, Honda chính hãng nha. Này mà gắn vô xe chạy nó đầm thì thôi luôn. Quá trời đồ nghiệt quá bạn ơi. Không có tiền lấy về bán. Này Trung Quốc nè. Có tiền lấy về bán biết bao nhiêu mà nói. Bãi này vốn đầu tư tiền tỷ nha bạn. Đó. Nè, mấy phuộc xịn nè. Đó. Mà giờ không có tiền lấy. Tại đi lên có công có chuyện bất ngờ rồi cũng. Nè. Quá trời luôn. Bây giờ anh em gửi đồ mua rồi sao mua. Tiền đâu mua. Đó. Đâu mình đâu đi lên đây đâu có chuẩn bị trước để mang tiền theo mà mua mấy cái đồ này. Nè. 202 nữa các bạn. Quá trời luôn. Gấp xịn không. Trời ơi gấp. Nè. Vì nó bị nổ sơn thôi chứ không phải bị mục nha các bạn. Này đa số nổ sơn. Mấy chiếc này chiếc gì nè. Xe này của xe gì mình không hiểu. Phu chờ hay gì đó. Sirius gì. Quá trời luôn. Gấp tàn gấp xịn không nha. Để mình coi có gấp quầy bụng nào đẹp đẹp không bạn. Phải. Rồi. Đó. Này là ghi đông nữa bạn. Nè. Ghi đông chẳng ba nè. Ghi đông quay bụng đó bạn. Xe rã ra. Xe ở đây về là rã ra hết nha. Rã ra để phụ tùng bán như nè. Rất là nhiều luôn. Thì bạn nào chắc chân 2 tầng nữa nè bạn. Chắc chân này giờ kiếm đâu ra nữa. Mua mới thì nó cũng rất là mắc. Quá đẹp. Lên bất tử quá. Không có tiền lấy tức thiệt chứ. Lấy về bán lời 50.000 70.000. Khỏe luôn các bạn. Nói thiệt cái đó mình nói thiệt. Mình không có ngại về cái giá cả. Nhưng mà mình sợ đăng giá lên đây rồi có người ta chê mắc chê rẻ. Như qua mình mới quay cái bãi anh lép á. Thì xe người ta dọn sạch sẽ hết. Đẹp, rất là đẹp luôn. Kêu giá 10-11 triệu. Có nhiều bạn nhảy vô chê mắc đồ này kia. Thôi mình sao mà mấy người đó thiệt. Không biết suy nghĩ. Dọn chiếc xe Nhật tốn công sức gấp 10 lần những xe Trung Quốc các bạn. Dọn xe Nhật là phải đẹp, phải tỉ mỉ. Đó. Phải thu hút chứ. Dọn phải sạch sẽ chứ. Đâu có dọn lơ tơ mơ như dọn xe Trung Quốc được. Dọn xe Trung Quốc sao cũng được. Tại giá nó rẻ, người ta ít sự lựa chọn. Còn dọn xe Nhật là người ta cứ lựa chọn. Ừ, thôi vậy nó mắc quá. Vậy người ta mua xe mới cho rồi. Bạn đâu biết bỏ cái công mà dọn chiếc xe Nhật. Nó rất là tốn công sức như nhiều tiền bạc đâu. Đây. Máy. Máy này là máy Alac nè. Cái này là cái măng cá của thằng Sirius. Máy Trung Quốc nè. Máy Alac. Alac xịn. Nè, máy này là người ta chưa trả đồng món thì anh em nào mua ví dụ như mua đầu lòng là người ta trả đầu lòng cho anh em. Mua két nước là người ta rã két nước cho anh em. Đó, mua nồi thì người ta rã nồi cho anh em.
Cái này là mua gì bán đó à. Đây người ta dễ. Niền nữa bạn. Niền này nguyên cái bánh. Bánh cái hiệu gì lạ quá. Chắc này của Sirius VB nè. À VCBV gì đó. Là của chung Sirius đó bạn. Yamaha nó có cái hiệu khác, còn Honda là Godsi. Máy 50, máy 100 gì có đủ luôn nha anh em. Thì anh em cứ xuống lựa thoải mái. Rồi. Rồi, nay thì thời gian hạn hẹp quá, mình cũng không có quay được nhiều cho anh em coi. Chủ yếu quay mấy cái chính, mấy cái mà anh em cần mua á. Nè, bô nè. Thì mình quay cho anh em coi. Rồi ai mà có ở gần đây hoặc là có dịp đi ngang thì ghé xem. Thì mình cũng có mua ở đây một ít đồ về mình bán. Mua mấy cái lốc lửa. Thì anh em lên đây mua đồ thì cũng biết giá trên này. Rồi đó thì giá của mình bán ra thì mình lời bao nhiêu thì anh em cũng biết. Mình không có ngại dấu dính. Mình chỉ chỗ cho anh em mua luôn cũng được. Còn ai mà không có điều kiện đi mua thì cứ mua ở gần nhà hoặc là sau đó. Thì cái đó tùy các bạn. Rồi. Ok, cảm ơn các bạn nha.